Hi guys, welcome back to our channel. Here we are again to study Lesson 1, Unit 1, Home. Workbook, I learn small words. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là bài 1 trong chủ đề là Home và sách bài tập I learn small words. Okay. Now are you ready? Let's get started. Chúng ta cùng nhau bắt đầu với phần đầu tiên nhé. We have new words. Phần từ vựng A. Complete the table, write the letters for each number. Use the table to help you. Tức là chúng ta sẽ hoàn tất cái bảng này. Write the letters for each number. Và sau đó chúng ta sẽ viết những cái chữ cái vào mỗi cái số. Số đây. Okay. Use the table to help you. Tức là bạn sẽ sử dụng cái bảng trên. Bảng này để mà giúp mình hoàn tất cái bảng bên dưới. Đây. Okay. Now, we have look at the table. Nhìn vào bảng nhé. You will see the number 2 plus 4 equals 6. 6 plus 4 equals 10. 10 plus 4 equals 14. 14 plus 4 equals 18. Okay, so I think the next number will be the number 18. Okay. Nhìn vào bảng này, các bạn thấy nè, 2 cộng 4 là 6, 6 cộng 4 là 10, 10 cộng 4 là 14, 14 cộng 4 là 18. Như vậy là cái số tiếp theo này sẽ là số 18, đúng không? Tiếp theo sẽ có gì? 18 plus 4 equals 22, 22 plus 4 equals 26, okay? 26 plus 4 equals 30. Tương tự thì ta có gì? 18 cộng 4 22, 22 cộng 4 là 26, 26 cộng 4 sẽ là 30. And so on. Và cứ như vậy thì mình sẽ hoàn tất được cái bảng này. Okay. That means if we get that number to 4 and then we get the next number. Tức là ta cộng cái số đó với số 4 thì nó sẽ ra cái số tiếp theo. Hay có nghĩa là để mà ra cái số tiếp theo thì chúng ta chỉ việc lấy cái số trước đó cộng với 4. Okay. Now we have. Đó, mình sẽ có cái bảng đây. 2 cộng 4 là 6, 6 cộng 4 là 10, 10 cộng 4 là 14, 14 cộng 4 là 18, 18 cộng 4 là 22, cứ thế nhé. Để mà biết được cái số sau là số gì thì chúng ta chỉ việc ta cộng 4 với cái số đó thì nó sẽ ra cái số tiếp theo. Ok, bạn muốn biết cái số này bao nhiêu thì mình sẽ lấy 46 cộng 4 thì nó sẽ ra cái số tiếp theo. Ok. The next one. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là phần write the letters for each number. Bây giờ chúng ta sẽ viết các chữ cái cho mỗi cái con số này. Okay. Let's see, we have 26. It is a letter G. 98. Here, it is a letter Y. Okay. 50. This is a letter M. So that is the G. Đây là từ gì? G là cái phòng tập, đúng không? Ta có nè, số 26 chính là chữ G, 98 chính là chữ Y, đúng không? 50 chính là chữ M. Như vậy là ta có gì? G là cái phòng tập. Ok, number 2 we have 26 is in the letter G. 2 is in the letter A. 70 is in the letter R. 2 letter A. 26. This is a letter G. 18. This is a letter E. So this is a garage. This is garage. Ok. Ta có nè. 26 là chữ G. Số 2 sẽ là chữ A. 70 sẽ là chữ R. Số 2 nữa sẽ là chữ A. 26 thì sẽ là chữ G. 18 sẽ là chữ gì? Chữ E. Như vậy ta có garage. Tương tự mình làm với những từ còn lại nhé. Ví dụ như ta có 98. 98. This is the letter Y. 2. This is a letter A. 70. This is a letter R. 14. This is a letter D. So this is
a yard. Ok, ta có này 98 là chữ y, số 2 là chữ a, 70 là chữ r, 14 là chữ d. Như vậy ta có từ gì? Yard. Yard là cái sân hay cái vườn. Ok, chúng ta làm tương tự cho những cái từ còn lại nhé. Now let's see the key. Here we have, right? Như vậy là tương tự ta có, tương tự ta có number 4 sẽ là balcony, number 5 pool, number 6 apartment. Ok, now the next one. B, find the words from text A in the word search. Là chúng ta sẽ tìm những cái từ trong cái phần A, cụ thể là trong cái phần tìm từ. Ok, in this part we can run up, down or cross. Ok, trong phần này thì chúng ta có thể tìm các từ bằng cách là dò từ dưới lên, từ trên xuống, hoặc là từ ngang qua, từ trái sang phải, từ phải sang trái. Ok, now the first one we have, now down first we have pull here, pull. Ok, pull from up, đó là từ trên xuống, thì ta có từ gì? Từ pull up, từ dưới lên ta có từ gì? Balcony. Ok, balcony, yeah, balcony, balcony. Ok, now from cross, bây giờ từ ngang qua nhé, từ trái qua trước ha, left to right ta có từ gì? Garage. Ok, garage. A yard, yard. Now from right to left, bây giờ từ phải sang trái ta có từ gì? Apartment, apartment here. Ok, ok, now let's see. Yes, we have gym, we have pool, pool, balcony, balcony, garage, yard, apartment. Ok, now next one. Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo. C, fill in the blanks using the words in task A. Điền vào chỗ trống với những cái từ trong phần A. Những từ trong phần A là những từ gì? Những từ trong phần A là những từ gì? Gym, garage, yard, balcony, pool, and apartment. Ok, là ta có 6 từ nhé. Now, let's do it together. Chúng ta cùng làm nhé. Number 1, my mother goes to the gym twice a week. Mẹ của mình thì thường đi đến phòng tập 2 lần một tuần. Ok, một tuần 2 lần. Number 2, does your apartment have? Chung cư của bạn thì có cái gì đó không? Thì does your apartment have? Thì chung cư của bạn có cái gì? Có thể có a gym, garage, yard, balcony, pool. Ok, nó cũng có rất là nhiều sự lựa chọn, nên là cái câu này mình để làm sau nhé. Number 3, did you park the car in the, ta có park the car là đậu xe. Đậu xe thì thường ở trong gara đúng không? Trong nhà để xe đúng không? Đúng không? Như vậy là ta có gì? Garage, right? Number 3, this is garage. Ok, now number 4, Do your house have a big? Nhà của bạn thì có cái gì? Yes, it does. We plant trees and flowers there. Có. Chúng mình thì trồng cây và hoa ở đó. Cái gì mà để trồng cây và hoa? Yard, right? Là cái sân, cái vườn đúng không? So, number 4, we choose. Does your house have a big yard? Là nhà của bạn có cái sân không? Nhà của bạn có cái vườn không? Yes, it does. We plant trees and flowers there. Chúng tôi thì trồng cây và hoa ở đó. Ok. Now number 5. We asked for a hotel room with a. Chúng tôi thì yêu cầu một cái phòng khách sạn. Có cái gì? Balcony, right? We asked for a hotel with a balcony. Là chúng tôi yêu cầu một cái phòng khách sạn có cái ban công. Number 6. Our is small and has
two bedrooms. Có cái gì nhỏ mà có hai phòng ngủ. Apartment, right? Our apartment is small and has two bedrooms. Là căn hộ của mình. Căn hộ của chúng tôi thì nhỏ và có hai phòng ngủ. Now let's go back to the number two. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu số 2 nè. Từ cuối cùng của ta sẽ là pool. Như vậy là, does your apartment have a pool? Là căn hộ của bạn có cái hồ bơi không? Okay. Now let's see the key. Number one is a gym. Two pool. Three garage. Four yard. Five balcony. Six apartment. Okay. Now next one. Chúng ta có phần tiếp theo nhé. Listening and match. Bây giờ chúng ta sẽ nghe. Nghe thử xem là bạn số 1, số 2, số 3, số 4 này thì tương ứng với những bức tranh nào. Okay. Now listen. Lesson 1. Track 2. Page 3. Listening. Listen and match. My name's Chris. I live in a big apartment in the city. It's great. It has a small balcony, a gym, and a nice pool. My name's Wendy. I live in a small house. It has two bedrooms. The best part of the house is the garden. It's big and full of flowers and trees. My name's Gary. I live in a big house near the city. It has four bedrooms and a big yard with a pool in it. My name's Rose. I live in a small apartment in the city. It has one bedroom. It's small, but I still love it. Now, listen again. My name's Chris. I live in a big apartment in the city. It's great. It has a small balcony, a gym, and a nice pool. My name's Wendy. I live in a small house. It has two bedrooms. The best part of the house is the garden. It's big and full of flowers and trees. My name's Gary. I live in a big house near the city. It has four bedrooms and a big yard with a pool in it. My name's Rose. I live in a small apartment in the city. It has one bedroom. It's small, but I still love it. Okay, như vậy là chúng ta có nghe nè. Bạn Chris. Okay, number one, bạn Chris thì I live in a big apartment in the city. It's great. It has a small balcony. Okay, it's a small balcony, a gym, a nice pool. Nice pool. So, one match one. Okay, thì bài của chúng ta đã cho sẵn là bạn Chris là ở cái ngôi nhà, ở trong căn hộ, ở bức tranh số 1. Okay, now, number two is here, Wendy. Thì Wendy làm sao? I live in a small house. I have two bedrooms. The best part of the house in the garden is big and full of flowers and trees. Here, đấy, bạn Wendy thì sống trong một ngôi nhà, nhà nhỏ, có hai cái phòng ngủ. Phần lớn cái nhà của bạn ấy thì là vườn. Ok, nó là rất là lớn, nó rất là to và nó đầy hoa và cây. Đó, như vậy là bạn Wendy, nhà bạn Wendy. Nhà bạn Wendy sẽ là bức tranh C. Ok, ok. Now, number 3. Tiếp theo ta có bạn Gary. Bạn Gary thì sao? I live in a big house near the city and has four bedrooms and a big yard with a pool house. Đây đúng không? Nhà bạn Gary thì sao? Bạn Gary sống trong một ngôi nhà to, bự, gần thành phố và có bốn phòng ngủ, có một cái vườn, có cái sân rộng và có cái hồ bơi. Trong đó, như vậy là bạn Gary thì ở trong ngôi nhà bức tranh D, đúng không? D. Now, the next one, the last one là bạn Rose. Bạn Rose thì sống ở đâu? I live in a small apartment in the city. It has one bedroom. It's small, but I still love it. Đó, bạn Rose thì sao nhỉ? Bạn Rose thì là nói là bạn ấy sống trong một căn hộ nhỏ ở trong thành phố. Chỉ có một phòng ngủ nhỏ nhưng mà bạn ấy vẫn rất là thích nó, vẫn yêu nó. Ok, như vậy là bạn Rose này sống trong một căn hộ nhỏ phù hợp với bức tranh B. Ok, now
The next one, grammar. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là phần ngữ pháp, grammar. Read the sentences. Circle the correct words. Chúng ta sẽ đọc những câu sau và khoanh tròn những từ đúng. Number one, excuse me, could I ask you some question? Okay, excuse me, could I ask you some question? Xin lỗi, mình có thể hỏi bạn vài câu hỏi không? Okay. Number two, yes, sure, đúng không? Tôi có sure thì sẽ trả lời là yes. Như vậy là yes. Number three, tôi có thì đây là một dạng câu hỏi, tôi có động từ, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ mượn trợ động từ do. Như vậy câu số 3 của chúng ta sẽ là do you live in a house or an apartment? Là bạn sống trong một ngôi nhà hay là trong một căn hộ? Number four, tôi có chủ ngữ là I, thì động từ sẽ đi dạng nguyên mẫu, đúng không? Như vậy câu số 4 sẽ là I live in a house, là mình sống trong một ngôi nhà. Number five, ta có gì? Đây là một dạng câu hỏi, ta có trợ động từ does, như vậy là động từ have, động từ chính sẽ là ở dạng nguyên mẫu. Như vậy ta có gì? Does it have a pool? Nó thì có cái hồ bơi không? Number six, no. Nếu mà là chủ ngữ là is thì sẽ là trợ động từ sẽ là doesn't. Okay. No, it doesn't. Number seven, chủ ngữ là is thì động từ sẽ thêm s hoặc là es. Ta có động từ have. Nó là động từ bất quy tắc. Và khi ở dạng, khi nó được chia ở ngôi thứ ba suất thì hiện tại đơn thì have sẽ là has. Như vậy câu số 7 sẽ là it has 3 bedrooms. Nó có 3 phòng ngủ. Number A, ta lại có một câu nghi vấn, ta đã mượn trợ động từ does, chủ ngữ là is thì sẽ là mượn trợ động từ does, thì động từ ở dạng nguyên mẫu. Ta có, does it have a balcony? Nó thì có cái ban công không? Number 9, yes, is, chủ ngữ là is thì động từ sẽ là does, yes it does. Okay. Number 10, Tom House là singular noun, là danh từ số ít, đúng không? Như vậy là động từ của chúng ta sẽ chia ở ngôi thứ ba suất thì hiện tại đơn. Như vậy động từ have sẽ là has. Tom's house has a yard and a pool. Nhà của Tom thì có một cái sân và một cái hồ bơi. Okay. Now let's see. Okay. The last one, writing. Chúng ta đi qua phần cuối cùng, đó là phần writing, là phần viết. Write the questions and answers using the given information. Chúng ta sẽ viết các câu hỏi và câu trả lời sử dụng những thông tin cho sẵn. Ta có những thông tin cho sẵn là an apartment, a balcony, a yard. Number one, do you live in a house or an apartment? Bạn sống ở trong một ngôi nhà hay là một căn hộ? Thì trả lời sao? I live in an apartment. Mình sống trong một căn hộ. Number two, ta có từ gợi ý là balcony. Thì mình sẽ hỏi làm sao? Does it have a balcony? Okay. Does it have a balcony? Nó thì có cái ban công không? Nếu có thì mình trả lời sao? Nó có ban công không? Có, đúng không? Thì mình trả lời sao? Yes, it does. Yes, it does. Number three, ta có từ gợi ý là yard. Mình sẽ hỏi sao nè? Does it have a yard? Does it have a yard? Nó có cái sân không? Có không? Căn hộ có cái sân không? No. Thì mình sẽ trả lời làm sao? No, it doesn't. Okay. No, it doesn't. No, it doesn't. Okay. Now let's see the key. Here we have the key. Okay. Now we stop here. Thank you so much for your listening. See you next time. See you next video. Bye bye.